Lời đầu tiên, mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ, mảnh ghép yêu thương chào bạn. Chào anh, em xin giới thiệu, em tên là Huỳnh Văn Hoàng Vũ, em 43 tuổi. Sinh ra thì tỉnh Kiên Giang và lớn lên Sài Gòn. Vũ đã từng lập gia đình vào năm 29 tuổi và ly hôn vào năm 31 tuổi. Có một bé gái năm nay 14 tuổi rồi. Bé đang ở Toronto, Canada với mẹ. Hiện tại thì Vũ là thợ điện nên Vũ đang công tác tại Bangkok, Thái Lan. Rồi bạn Vũ nè, bạn bạn ngã người ra sau xí nhé, đừng có chồm lên trước. Rồi, rồi. Rồi bây giờ bạn chưa chào quý vị khán giả nè, bạn chào quý vị khán giả cộng đồng mạng trước đi. Rồi, Vũ chào quý vị khán giả cộng đồng mạng nha. Rồi, chúc quý vị khán giả có một buổi chiều thật sự vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình nha. Rồi bạn Vũ nè, bạn nói năm nay bạn 43 tuổi. Đúng rồi. Bạn đã chia tay với vợ của mình 13 năm rồi. 13 năm, hai người có một người con. Mà đứa bé hiện giờ đang sinh sống ở Toronto, Canada. Dạ đúng rồi. Với mẹ. Còn Vũ thì hiện đang công tác tại Bangkok, Thái Lan. Đúng rồi. Quê gốc thì ở Kiên Giang. Dạ. Lớn lên thì ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi bạn bạn cùng vợ đi đi sang định cư ở bên nước ngoài lâu chưa? Vào năm 2009 cưới xong là vợ chồng về bên đó. Về bên Canada luôn ha? Đúng rồi. Rồi lý do sao mà bạn không sinh sống làm việc ở bên Canada mà phải qua tới Bangkok, Thái Lan làm? Tại vì lúc ly hôn xong mình thật sự rất là buồn. Cho nên với lại thời đó mình tuổi còn cũng không có được chín chắn. Nói chung là tuổi lúc đó mình thứ nhất là ỷ lại về cái nghề nghiệp của mình. Thứ hai nữa là cái tôi mình lớn quá. Mình buồn, mình quyết định mình quen về Việt Nam chứ mình chưa có trở lại Thái Lan. À, bạn Vũ nè, bạn ngồi lui ra cho nó đẹp ha. Ừ đó, cứ giữ tư thế đó, mình nói chuyện cho nó đẹp. Ok. Rồi Vũ sang Bangkok, Thái Lan bao nhiêu năm rồi? Được 2 năm rồi anh. 2 năm. Mình làm rồi, mình định cư ở bên đó luôn hay là sao? Không, mình đi theo dạng visa thôi. Đi theo dạng visa hả? Là mấy tháng mình phải quay trở về Việt Nam làm lại hay sao? Ở đây mình làm một lần là 2 năm luôn á. Làm một lần là 2 năm luôn hả? Nhưng mà không, bạn bạn có còn quốc tịch Canada không? Không, quốc tịch Canada đã cắt rồi, tại vì mình chuẩn bị chuyển sang quốc tịch về bên thành phố Sydney của Australia. Có nghĩa là bạn có dự kiến là chuyển quốc tịch sang Úc. Đúng rồi, tại vì tổng công ty của mình là hiện tại đang nằm ở Sydney của Australia. Bên Bangkok chỉ là một cái chi nhánh thôi. Bạn Vũ, bạn lùi ra tiếp. Cứ giữ, đừng nói chuyện, đừng có chồm lên, nó sẽ mất cái đẹp mình. Cái dây phone nó ngắn quá. Bạn, cái công việc của bạn là kỹ sư, kỹ thuật điện lập. Kỹ thuật điện công nghiệp. Kỹ thuật điện công nghiệp. Cái đồng lương của mình chắc khá lắm ha bạn Vũ ha, cũng được trên ngàn ngàn à, 1.000 đô hay là ngàn Bangkok? Ngàn đô chứ, ngàn Bangkok chắc không đủ để ăn. Một nói chung đô, thì hàng tháng này nói chung thì nó cũng dư trên ngàn. Vậy cũng ngon rồi, cũng khỏe quá rồi. Rồi bạn Vũ nè, bạn có đồng ý cho mảnh ghép yêu thương sử dụng hình ảnh của bạn đăng lên mạng xã hội không? Đồng ý thưa anh. Mọi khiếu nại sau này của gia đình bạn cũng như chính bản thân Vũ
yêu cầu mảnh ghép yêu thương tháo gỡ bỏ video là không được ha. Đúng rồi, mình sẽ chịu trách nhiệm. Vũ đúng rồi, Vũ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm lời nói của mình. Đúng rồi. Vũ Thì mình nè, Vũ Vũ xem mạng xã hội nào mà Vũ biết đến mảnh ghép yêu thương mà Vũ gọi đến? Mình xem YouTube anh, mình cũng có cái kênh YouTube riêng mà. À, bạn cũng có kênh YouTube luôn hả? Đúng rồi, Hoàng Vũ Thái Lan với lại Hoàng Vũ người con xa xứ. Hoàng Vũ Thái Lan và Hoàng Vũ người con xa xứ. Đúng rồi. Bạn có hai kênh luôn. Đúng rồi, hai kênh anh. Bạn có thể cho mọi người biết hai kênh của bạn làm về chủ đề gì để bà Chủ con đề cô về bác ẩm thực và văn hóa xã hội ở Thái Lan thôi. Có nghĩa là ẩm thực về văn hóa xã hội Thái Lan hả? Nói rõ đặng cho nhiều khi cô chú anh chị cộng đồng mạng họ vào ủng hộ bạn để họ cũng có cái để biết cái đất nước bạn Thái Lan cuộc sống như thế nào. Chính bạn nói và chính bạn thuyết trình luôn hay sao? Đúng rồi, đúng rồi. Thì mình một mình tự quay mà mình cũng chỉ quay bằng cái điện thoại thôi chứ không có quay bằng 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 cam đâu, bằng thiết bị khác. Chỉ dùng điện thoại hết, không có chỉnh sửa luôn, để nguyên tôi đăng thôi. Ngoài giờ bạn nghỉ làm bạn mới quay hay sao? Đúng rồi. Thì những giờ lúc mình rảnh rỗi hay là những ngày nghỉ cuối tuần thì mình dạo dạo phố đây đó, thì mình cứ đi chỗ nào mình có cái tụ điểm gì đó mình cảm thấy hay hay thì mình cứ đăng lên cho cộng đồng mạng xem. Bạn có thể cho mình biết cũng như mọi người biết là kênh của Vũ lớn chưa? Được bao nhiêu subscribe rồi? Chưa anh, tại vì một kênh đó là trước đây Vũ ở Việt Nam là Vũ chuyên về mua bán ô tô với lại nhà đất. Còn tại vì khi mà Vũ không làm nữa, Vũ đi qua đây, Vũ qua đây thì Vũ nói tiếp theo luôn. Còn một kênh thì Vũ, khi mà Vũ mới chuyển qua đây thì Vũ mới làm được có chắc khoảng được 2 tháng thôi. Thì cũng mới ha. Mới. Nhưng mà có sự ủng hộ Cũng nói chung là YouTube thì mình không có nắm rõ cho lắm, cho nên là không có biết cách tương tác, rồi hình như là quy giá mình làm không được hay cho lắm á, nên là thì mình quay mình cứ đăng đại vậy thôi. thôi kệ cũng hy vọng ha. Dạ Thì cũng thí dụ như được thì mình cũng kiếm thêm chút xíu thu nhập dạ để sinh sống rồi săn cộ rồi thôi. đúng rồi, ô tô chạy bằng ga chứ không chạy bằng xăng. Rồi Vũ nè, Vũ thấy mảnh ghép yêu thương làm việc như thế nào mà Vũ gọi đến? Thì mình thấy cái chương trình mình ghét yêu thương bên anh rất là hay, nói chung nó mang tính nhân văn, nó thực tế, và vì vậy nên vụ mến tìm được mình ghét yêu thương bên mình với hy vọng là sẽ tìm được một nửa của mình ở đâu đó, bất cứ ở nơi đâu cũng được. Cái điều quan trọng nhất là biết quan tâm chăm sóc lẫn nhau như vậy thôi, chứ cũng không yêu cầu gì hơn đâu. Độ tuổi tầm khoảng chừng 35 cho tới 40 là ok. Ồ, vậy là bạn hôm nay bạn muốn mảnh ghép yêu thương giúp bạn tìm một nửa còn lại của bạn Đúng rồi. từ từ 35 tới 40 hả? Năm nay hồi nãy bạn nói là bạn 43 tuổi đúng không? Đúng rồi, 43. 35 cho tới 40. Rồi mẫu người phụ nữ đó như thế nào mới hợp với Vũ? Nói chung thì mang tính đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam đi ha. Chút xíu về hiền, đừng có dữ quá và cũng đừng có chanh chua quá. Nói chung là phụ nữ hướng nội chứ không không muốn phụ nữ hướng ngoại, hướng nội là ok. Có nghĩa là phụ nữ hướng nội là biết chăm sóc lo lắng cho gia đình, Đúng rồi. còn hướng ngoại là nhiều khi đi ăn chơi mua sắm đồ nhiều khi chịu không nổi ha. Đúng rồi. Có nghĩa là muốn người phụ nữ vậy là phụ nữ chân chất nông thôn miền quê được không? Hướng nội nhiều hơn hướng ngoại Đúng rồi anh, càng tốt anh. đó. Vậy thì tốt hơn ha. Vùng quê càng tốt anh. Bạn có lấy cái tiêu chí là tốt gỗ hơn tốt Lý Sơn hay là sao?
Đúng rồi. Mình thích ăn vùng quê hơn. Bạn có thích cái cô đó ví dụ như xinh đẹp một xí không? Bình thường cũng được, nói chung là cái quãng đời của Vũ trải qua và hầu như là đi đi bốn bể năm châu rồi, cho nên tất cả những thứ gì thì Vũ cũng đã nếm trải qua hết rồi, cho nên những thứ đó Vũ không cần thiết nữa. Vũ cao bao nhiêu? Vũ cao 1m68, nặng 69 kg. Wow, tướng cũng đẹp Trong trai đó nha, tướng cũng men dữ lắm tuổi à. Rồi Vũ muốn cô gái đó cao bao nhiêu? không, Vũ không có quan trọng vấn đề mà chiều cao hay là cân nặng hoặc là cái vấn đề mà công việc đâu, nó hầu như là Vũ không có lựa chọn như vậy. Vũ lựa chọn một người cảm thấy hợp, nhưng mà có vấn đề là vấn đề quan trọng nhất là vấn đề trung thực trong cuộc sống. Rồi khi mà có cô nào đó khi cái video của Vũ nè đăng lên mạng xã hội đó thì sẽ có rất là nhiều nhiều cô sẽ xem và cũng có thể chủ động kết nối với Vũ. Nhưng mà Vũ có cái định hướng như thế nào khi mà hai người đến với nhau? Nếu như ở Việt Nam có một cái cơ sở gì đó hay là hai người cùng bàn bạc với nhau để đi đến tương lai sau này, mình định hướng là ở đâu cũng được, nghĩ sao cái mình có một cái cơ sở gì mình làm ăn để mình hướng tới cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn chút xíu là ok rồi. Cũng không biết không không cần phải ở sống ở Việt Nam, ở sống ở đâu hết, tại vì thật sự cuộc sống ở nước ngoài nó cũng bon chen quá. Giống như Vũ nói nãy là Vũ sắp sửa chuyển quốc tịch sang Úc đúng không? Đúng rồi, Hiện tại thì công tác ở Bangkok, Thái Lan. đúng rồi, đúng. Cái mức lương nó cũng gọi là khá là cao ở Việt Nam. Hơn 1.000 là cũng khá là cao hơn ở Việt Nam rồi. Đúng Thì rồi, tại liệu về Việt Nam sinh sống với cô gái là cái mảnh ghép chuẩn bị đến với cuộc đời Vũ đó. Rồi cái thu nhập, cái định hướng làm ăn liệu nó có ổn hơn ở bên nước ngoài không? thì Vũ cũng đã từng làm ăn tại Việt Nam rồi. Thứ nhất là về, tại vì Vũ cũng có về đồng đồng điện sơn ô tô, với lại Vũ từng mở ra ô tô, và Vũ từng mua bán ô tô, Vũ từng kinh doanh ô tô tự lái, nói chung là kinh doanh nhà đất, nói chung là nhiều nhiều. Rồi bây giờ thí dụ như ở cô đó giống như Vũ nói vậy đó, Vũ không cần cái gì hết, không cần công ăn việc làm cô đó, cũng không cần nhà luôn. Rồi bây giờ Vũ về Việt Nam có nhà, mình có nhà bên Việt Nam không? Không, nhà Việt Nam vừa rồi mùa dịch nó đi qua, nói chung là mình cũng thâm hụt ngân hàng một mớ, cho nên là Vũ bán căn nhà để là Vũ chuyển sang bên đây. Rồi bây giờ nếu mà có như Vũ lời Vũ nói đó, nếu mà ở bên Việt Nam có cơ sở công ăn việc làm thì Vũ lại chuyển về nữa thì rồi sao? Dự tính có mua nhà lại không? Dĩ nhiên cái chuyện đó nó phải có đó anh, tại vì cái vấn đề đó nó là cái vấn đề bắt buộc trong cuộc sống rồi. Nếu mà mình về Việt Nam thì mình sẽ mua nhà lại, còn còn cảm thấy về Việt Nam mà cảm thấy cuộc sống mình nó khó khăn quá thì có thể là Vũ sẽ tiếp tục làm việc tại Bangkok hoặc là làm việc tại một nước nào đó khác hơn nữa. Rồi rồi cô ta cô cái mảnh ghép của Vũ Vũ xử trí sao khi Vũ tiếp Có tục đi làm việc? thể là Vũ ở đâu thì người đấy phải chấp nhận ở đó sau một khoảng thời gian. Rồi cô gái đó đồng ý đi theo qua Bangkok. Bangkok Thái Lan thì về thì dễ rồi đúng không? Mình xin thì dễ rồi đúng không? Rồi, bằng cấp Thái Lan Visa xin thì dễ rồi. Có cái passport là xin đi qua Thái Lan thì dễ rồi. Nhưng mà sau này Vũ đi qua Úc là thì cô ta sẽ không đi theo được. Tại vì mình biết chứ, là cái vấn đề khó khăn nhất trong cuộc sống khi mà vợ chồng mà đi đến hôn nhân hợp pháp á, là chính phủ Úc sẽ có một cái quyết định để cho mình sang đó làm việc. Ví dụ mình đi định cư á, để theo dạng định cư thì theo dạng người thân bảo lãnh thì nó hơi khó khăn bạn, nhưng mà đi theo dạng công việc á
có một cái công ty lớn là bảo lãnh được hết, nhanh lắm. Như vậy là cũng tạm gọi là ổn ha. Thí dụ như cô nào đến với cuộc đời Vũ thì sau này Vũ có định cư ở Úc thì cũng có thể dẫn cô ta theo được. Đúng đúng. Thì cái này nó cũng theo lời Vũ nói thì nó cũng hợp lệ. Thí dụ Yeah. như ở nơi nào mà mình sinh sống được thì mình cứ sinh sống thôi, chứ Đúng rồi. đâu có nhất thiết là mình ở một chỗ rồi. Thí cuộc sống kinh tế mỗi ngày nó mỗi đi lên và nó mỗi ngày nó mỗi khó khăn nữa, nên Dạ thành đúng. ra nơi nào làm ăn được thì mình cứ làm. Đúng rồi. Ở bên Thái Lan thì nó dễ rồi, có passport thì mình xin visa thì thật thì mình giống như Vũ nói nãy vậy đó, Yeah. 2 năm đúng Hai năm. không? Xin được 2 năm, nhưng mà làm việc thì có công việc như Vũ có công ty thì được, chứ mà qua Thái Lan mà chơi dơi qua đó mà 2 năm chắc tiêu tùng luôn á, chứ làm gì giờ. Đúng đúng rồi, tại vì cái mức sống bên đây so với tiền Việt Nam thì nó cũng hơi cao á. 1.000 của bên đây là được 700.000 tiền Việt Nam, nhưng mà mình cầm 1.000.000 tiền Việt Nam á là nó được 1.360.000 tiền tiền Thái, nhưng mà cái mức sống ở bên đây là mình cầm 1.000 mình có thể ăn được nửa tháng, còn về Việt Nam là mình cầm 1.000.000 chắc mình ăn được ba ngày á chắc Đúng luôn. rồi, 1.000 bạc ở bên Thái Lan là đổi được 700.000 tiền Việt Nam mình hả? Đúng rồi đúng rồi. Vậy cũng mức sống nó cũng khá cao rồi, nó cũng cao hơn nhiều. Thì một phần ăn bên đây là chỉ có tầm khoảng chừng 25 đồng là phần ăn ok rồi, nếu mà ăn sang hơn chút nữa thì 35 đồng 40 đồng là phần ăn dư sức luôn. Phần ăn nói chung là nó bằng ngang hàng với những cái quán cơm lớn của Việt Nam á, Mỗi một ngày 20 ở bên một ngày ở bên Thái Lan là Vũ tiêu khoảng bao nhiêu? đồng. Mỗi một ngày ở đây thì thường thường là Vũ hút thuốc thì nhiều. Một ngày hết một gói thuốc là hết 120 đồng. Rồi ăn thì đi chợ một tuần là nó tầm khoảng chừng 600 cho tới 300, 600 cho tới 700 bạc là khi ăn 2 tuần luôn á. Vậy mua đồ về bỏ tủ lạnh á. Cứ đi siêu thị. Thuốc một ngày hút mấy bao? Một bao hả? Một bao. Một bao là 120 đồng. Đúng rồi, 120 đồng, tại vì thuốc lá 120 bạc là tính nó ra gần 100 mấy chục ngàn tiền Việt Nam á, một gói thuốc á. đúng rồi. Thuốc lá với lại rượu bia này nó cao lắm, nhưng Đúng rồi. mà có một mình cho nên mình muốn bỏ hết qua mà không cũng hơi khó, rất là khó bỏ. Đúng rồi, nó là tiền, nó đánh thế cho dân nó không hút thuốc mà. Đúng rồi, đánh thế tuyệt đối luôn mà. Gói thuốc rẻ nhất là cái giá đó thôi, còn gói thuốc 200 mấy 300 Rồi, bạn thích cô gái đến với cuộc đời bạn ở vùng miền nào? người miền Nam hoặc là người từ Phan Thiết đổ về thôi, mình không không thích xa quá, Phan Thiết được không? Từ miền đổ đổ về tới Cà đổ Mau hả? đổ vào tới Cà Mau, nhưng mà chắc là Vũ sẽ tránh cái tỉnh Cà Mau ra. Tránh Cà Mau ra hả? Yeah. Lý do Tại vì hầu như là đại đa số là Vũ nhìn thấy trong thực tế trong cuộc sống hàng ngày á, là Vũ đi du lịch nè, Vũ thấy các bạn đi làm nè, nếu mà nó qua được cả năm thì cũng kỳ quá thôi, chứ cái đó bằng cho Vũ giấu đi Nhưng mà thôi thì mình chỉ là nói cái tiếng tránh thôi ha, ha. là không chọn những cô ở Cà Mau. Dạ. Rồi, thí dụ như cô đó kết nối với muốn kết nối với Vũ nè, rồi khi nhưng mà cô đó cũng phải lên hình giống như Vũ vậy đó. Tụi tôi sẽ lấy cái đường link gửi cho Vũ xem. Khi mà hai người
Liên lạc thì bạn có ngại là cho số điện thoại của đó Ok, cũng có thể mình phải đưa số liên lạc hoặc là mình kết nối những cái app để mình liên lạc không? trên cái trong phương tiện truyền thông á. Không, có nghĩa là chương trình sẽ không cho số bất cứ ai cả, trừ ra cái sự cho phép của ví dụ như Vũ, cái cô đó muốn kết nối với Vũ mà xin số thì tụi tôi sẽ không bao giờ cho số của Vũ, trừ ra cô đó đã lên hình ở đây nè, xin số của Vũ tụi tôi cũng hỏi ý kiến của Vũ, Vũ đồng ý tụi tôi mới cho, hoặc là Vũ xin cô số điện thoại của cô đó tụi tôi cũng sẽ không cho, cũng sẽ hỏi ý kiến của cô đó có nhận thì mới được, bảo mật ha. Bảo mật. Tại vì thời buổi bây giờ trên không gian mạng nó cũng nhiều cái nó không tốt, Đúng nên thành ra mình phải đề phòng cho cô chú anh chị em chứ không ích lợi gì cho mình cả, nhưng rồi. mà mình phải nhắc nhở để đề phòng cô chú anh chị em thôi, nói như vậy thôi ha. Trời, Vũ còn muốn nói gì thêm không? Được nè anh. Thì cuối chương trình Vũ cũng xin chúc chương trình mình sẽ càng ngày càng ghép được mảnh ghép yêu thương, nói chung là hay hơn và sẽ tạo cho nhiều cặp đôi có thể tìm đến với nhau nhiều hơn. Rồi Vũ xin chúc cộng đồng mạng trên chương trình mảnh ghép yêu thương của mình một buổi tối thật sự tràn đầy niềm vui và tràn đầy ý nghĩa trong cuộc sống. Rồi chủ kênh YouTube Vũ Thái Lan nè. Một kênh là Vũ Thái Lan, một kênh là Hoàng Vũ người con xa xứ, một kênh là Hoàng Vũ Thái Lan. Vũ Thái Lan nè, có muốn hát một bài hát gì đó tặng cho quý vị cộng đồng mạng cũng như phân nửa còn lại của mình không? Nhưng Vũ hát dở lắm cho nên là mình xin phép bỏ qua phần này đi Rồi ha. nhưng mà khi cô đó Vũ chấm cô đó Vũ có quay trở về Việt Nam để tìm hiểu không, để đi chơi nào không, ví dụ Có thể là cuối tháng này Vũ sẽ trở về Việt Nam tầm khoảng trong 10 ngày. rồi mảnh ghép yêu thương hôm nay cũng chân thành cảm ơn bạn Vũ ha, đã dành thời gian quý báu của mình từ một đất nước cũng xa mà không xa gì lắm, cũng kề cận với Việt Nam mình, dành thời gian quý báu để anh em mình có cuộc trò chuyện vui vẻ ngày hôm nay, và cũng không quên chúc cho Vũ sớm ngày đạt được cái ước nguyện của mình là kiếm được một nửa yêu thương như ý của mình ha. Rồi cảm ơn anh, cảm ơn chương trình nhiều. Rồi để kết thúc chương trình, mảnh ghép yêu thương cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chào Vũ nha. Dạ, chào anh.